Về tình hình trong nước, người phụ nữ ở Bình Dương bị cưỡng chế xét nghiệm và bị phạt tiền, tuyên bố khởi kiện chính quyền. Luật sư cho rằng nếu tòa xử công tâm, nạn nhân có thể thắng. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu kiến nghị thủ tướng về giải pháp đối với đồng bào về quê. Ông lưu ý, muốn giải quyết thấu đáo vấn đề thì phải tự trả lời câu hỏi: Tại sao đồng bào ra đi? Tại sao đồng bào trở về? đường về miền Trung xa xôi, mưa lớn ập xuống, nguy hiểm, rình rập. Chuyên gia khuyến cáo bà con có ý định chạy xe máy về quê, nhất là những gia đình có em nhỏ nên nán lại ít hôm, chờ mưa tạnh hãy về. Trên thế giới, Malaysia triệu tập đại sứ Trung Quốc lần thứ hai để phản đối về Biển Đông. Giải Nobel vật lý 2021 gọi tên ba nhà khoa học Mỹ, Đức, Ý. Liên Hiệp Quốc cho biết Bình Nhưỡng vẫn theo đuổi chạy đua vũ trang khí đốt bắt đầu được bơm vào đường ống Nord Stream 2. 9 cầu thủ trong đội bóng chày U23 Cuba trốn ở lại Mexico. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin tổng hợp sáng ngày 6 tháng 10 của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tươi xin kính chúc quý khán thính giả có một ngày mới sức khỏe và bình an. Để không bỏ sót các bản tin quan trọng hàng ngày, chúng tôi đã để đường link đăng ký nhận email trong phần mô tả của bản tin bên dưới video. Quý vị có thể nhập email để nhận thông báo của chúng tôi. Thông qua email, chúng tôi cũng sẽ gửi các tin tức quan trọng mà không có trên nền tảng YouTube trong thời gian tới. Và sau đây là các nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp sáng nay. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Người phụ nữ bị cưỡng chế xét nghiệm Covid-19 và bị phạt tiền khởi kiện chính quyền. Thưa quý vị, bà Hoàng Thị Phương Lan ở tỉnh Bình Dương, hôm ngày 4 tháng 10 tuyên bố sẽ khởi kiện chính quyền phường vì họ đã xử phạt bà sau khi cưỡng chế bà đi xét nghiệm Covid-19 vào hôm ngày 28 tháng 9. Công bố thông tin trên trang Facebook cá nhân, bà Lan cho biết Chính quyền phường nơi bà cư trú hôm ngày 2 tháng 10 đã ra quyết định xử phạt bà số tiền 2 triệu đồng vì bà không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế. Phản ứng về quyết định đó, bà Lan cáo buộc chính quyền đã cưỡng chế không hề theo quy định của pháp luật, đồng thời làm cho bà bất an vì rơi vào tình huống có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Vì vậy, bà sẽ khởi kiện hành chính và kêu gọi các luật sư trợ giúp. Về quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hoàng Phương Lan do Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú đưa ra, Trao đổi với đài RFA, luật sư Bùi Quang Thắng nêu quan điểm. Khi nghiên cứu luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì tôi thấy rằng là có thể chị Lan không phải là người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Bởi vì không thấy có thông tin nào nói rằng chị Lan đã tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc là đang mang bệnh truyền nhiễm. Vì vậy thì chị ấy không phải là đối tượng lấy mẫu xét nghiệm. Do đó, chính quyền xử phạt chị Lan về cái gọi là hành vi không lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền thì nó chưa thỏa đáng. Ngoài ra, theo luật sư Bùi Quang Thắng cũng cho rằng, chiếu theo luật thì cơ quan y tế có thẩm quyền ở đây phải là cơ quan y tế cấp huyện, nhưng trong sự việc này, cơ quan nhà nước trực tiếp tham gia yêu cầu chị Lan lấy mẫu xét nghiệm lại là cấp xã phường. Do vậy, bản thân cơ quan nhà nước đã hành xử sai luật, nay lại muốn phạt người dân thì càng sai. Về khả năng thắng kiện của bà Hoàng Phương Lan, luật gia Bùi Quang Thắng cho biết, nếu chiếu theo các quy định của pháp luật mà tôi đã nêu và nếu tòa án xử một cách công tâm, thì có khả năng là chị Lan sẽ có cơ hội để thắng kiện. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9 tại trung cư e 4 ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Video quay lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho thấy chính quyền đã huy động dân quân tự vệ, công an tiến hành phá khóa cửa của nhà bà Lan trong khi bà đang dạy học online, ập vào nhà để cưỡng chế bà đi xét nghiệm Covid-19 giữa tiếng kêu khóc của đứa con trai 7 tuổi của bà Lan. Sau sự việc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Thuận An đã ra quyết định kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Quan. Bí thư phường Vĩnh Phú là người đã chỉ đạo vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp và cưỡng chế công dân đi lấy mẫu xét nghiệm. Còn đối với bà Lan thì cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính với lý do là để gian đe. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu kiến nghị thủ tướng về giải pháp đối với đồng bào về quê. Thưa quý vị, Trước làn sóng người dân kiệt quệ tài chính rời bỏ các trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương trong những ngày qua, Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu ngày hôm qua mùng 5 tháng 10 đã kiến nghị thủ tướng các biện pháp khẩn cấp để ổn định tình hình. Các đề xuất của Tiến sĩ Chu đã được đông đảo người dùng mạng xã hội nhận định hợp lý và kêu gọi chính quyền nên lắng nghe, nhanh chóng hành động theo. Trên Facebook cá nhân, ông viết: "Trong mấy ngày qua đã có hàng vạn người bằng mọi cách kiên quyết trở về quê hương. Đến nỗi 500 người đã quyết định đi bộ từ Bình Dương qua Đắk Nông để về Hà Giang xa những 1.800 km. Trong đó có cả phụ nữ mang thai, chứng tỏ người dân đã ở bước đường cùng. Chính phủ không có cách nào để có đủ tiền hỗ trợ. Các gói hỗ trợ như muối bỏ biển lại triển khai chậm trễ, nhỏ giọt, có lúc không đúng địa chỉ, có nhiều chỗ bỏ sót. Địa phương hỗ trợ nhưng không đủ lực, cũng không kịp thời, cũng bỏ sót. Đóng cửa dài ngày không có việc làm, không có tiền sống, buộc phải trở về quê là lối thoát duy nhất. Đó là hoàn cảnh thực tế đau xót phải thừa nhận của hàng chục vạn người. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đề nghị Thủ tướng và các lãnh đạo địa phương có những biện pháp khẩn cấp để giúp đỡ đồng bào về quê và giảm bớt số lượng đồng bào về quê. Chương trình xin gửi tới quý vị 4 mục mà Tiến sĩ Chu đã đề xuất. Mục 1. Tăng cường cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ tối đa cho người về quê. Thứ nhất, yêu cầu Bộ Lao động và Thương binh Xã hội giải ngân khẩn cấp đúng đối tượng cần cứu trợ để giảm bớt số lượng người về quê. Yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thành cứu trợ khẩn cấp các đối tượng khó khăn để hạn chế số lượng người về quê. Vận động ở lại nhưng không ngăn cấm người về quê, vận động gắn liền với cứu trợ để người dân thực sự có phương tiện sống khi ở lại. Cứu trợ khẩn cấp là giải pháp căn bản. Thứ hai, không chỉ cho phép mà hỗ trợ tối đa cho tất cả những ai ở thế buộc phải về quê, nguồn lao động thiếu vắng do dòng người về quê sẽ tự nhiên từng bước hồi phục. Đối chiếu từ nông thôn trở lại thành thị, theo sự lui dần của dịch bệnh. Thứ ba, chỉ đạo cho các tỉnh có biện pháp và huy động phương tiện để đón người về quê, địa phương nào đón người địa phương ấy. Thứ tư, với những người đang trên đường về quê, qua địa phương nào chính quyền địa phương đó cần có biện pháp giúp đỡ tối đa cả về phương tiện vận chuyển lẫn lương thực và trợ giúp y tế. Mục 2. Xét nghiệm và cách ly Thứ 5. Tránh xét nghiệm tập trung tại trạm chốt liên tình vì tăng khả năng lây nhiễm. Nếu buộc phải xét nghiệm trước lúc ra khỏi tỉnh thì phải tăng năng lực xét nghiệm và bảo đảm giãn cách. Những người về quê hoặc chủ động tự xét nghiệm trước hoặc có thể xét nghiệm tại quê hương càng ở mức cơ sở càng tốt tốt nhất là tại nhà, tại xã, sau là tại huyện, sau nữa mới đến tỉnh. càng tránh xét nghiệm tập trung đông người càng tốt. Nếu buộc phải xét nghiệm trước khi vào tỉnh, thì phải tăng năng lực xét nghiệm và bảo đảm giãn cách. Thứ sáu, tránh cách ly tập trung vì làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Tốt nhất là cách ly tại chỗ, tại nhà, cách ly tại thôn, xã. Không cách ly tập trung tại huyện, không cách ly tập trung tại tỉnh. Thứ bảy, học theo cách của ông cha từ ngàn xưa dịch nhà nào dấp rào rác vôi nhà đó. Mục 3. Chiến lược tiêm vaccine Chỉ đạo cho các tỉnh về chiến lược tiêm vaccine theo nguyên lý, nơi phòng thủ yếu hơn cần được cứu viện sớm hơn. Thứ 8. Trước tiên là tiêm cho lớp người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh nền tiêm trước. Sau đó là tiêm cho lứa tuổi 50 đến 64, bệnh nền tiêm trước. Thứ 10, sau nữa là tiêm cho lứa tuổi 18 đến 49, bệnh nền tiêm trước. Thứ tự tiêm vaccine trên rất quan trọng, nó phù hợp với khả năng cung ứng hạn chế vaccine theo từng đợt, giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm, giúp giảm tỷ lệ tử vong khi bị lây nhiễm. Trước hết là lớp người cao tuổi có bệnh nền với khả năng đề kháng kém. Mục 4. Mở cửa kinh tế 11. Mở cửa kinh tế sớm giờ nào tốt giờ đó, sớm vùng nào tốt vùng đó. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, quê hương là nơi sinh ra và cũng là nơi cuối cùng khép lại vòng đời con người ai đó dù không được về quê thì trước lúc giã từ cõi đời, tiếng gọi của vũ trụ nhắc con người quay về nơi đã sinh ra. Lãnh đạo địa phương mà sợ hãi dịch bệnh đến nỗi ngăn cản đồng bào về quê thì không chỉ thiếu đức, không chỉ có tội mà còn thể hiện một khả năng lãnh đạo bạc nhược. Những lãnh đạo như thế phải bị cách chức. Chúng ta đã ngăn cản dòng người ra đi sau năm 1975, chẳng những ngăn cản mà còn kết tội, nhưng từ đó vẫn không dứt những dòng người ra đi dịch bệnh covid đã đưa đến một dòng người di chuyển ngược chiều dòng người hồi hương muốn giải quyết thâu đáo vấn đề thì phải tự trả lời câu hỏi tại sao đồng bào ra đi tại sao đồng bào trở về ông nhấn mạnh chỉ khi cất lên hai tiếng đồng bào thì từ trong đáy lòng mới xuất hiện ánh sáng dẫn đường đến câu trả lời đúng quan hệ đồng bào là quan hệ máu mủ Câu trả lời đúng không dành cho những ai đặt đồng bào sau đồng chí. Câu trả lời đúng thấm đẫm máu và nước mắt của nhiều thế hệ. Hiện bản kiến nghị của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã nhận được rất nhiều lời tán dương và chia sẻ của những người theo dõi ông, đa số đều tán thành các giải pháp mà ông đưa ra. Họ cũng đề nghị những người có trách nhiệm nên lắng nghe và hãy hành động nhanh chóng. Tiếp tục với một diễn biến có liên quan, Mưa lớn, bà con di chuyển về miền Trung thế nào? Thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan khuyến cáo những bà con có ý định đi xe máy về quê miền Trung trong giai đoạn này nên cân nhắc lại hành trình, có thể dời lại ít hôm vì thời tiết đang rất xấu. Việc di chuyển có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là đối với các gia đình có các em nhỏ đi cùng. Trong bài viết có tựa đề: Mưa lớn, bà con di chuyển về miền Trung thế nào? Đăng tải vào tối ngày 5 tháng 10 trên trang Facebook cá nhân, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cho biết, ngày 6 tháng 10 mưa lớn bắt đầu diễn ra ở Nam Trung Bộ từ Phú Yên tới Quảng Ngãi. Đến cuối ngày 6 tháng 10 và ngày 7 tháng 10, mưa lớn lan ra Quảng Nam đến Huế. Ngày 8 tháng 10, mưa lớn từ Quảng Trị đến Nghệ An. Sau đó, mưa lại có thể lần lượt diễn ra từ Bắc Trung Bộ vào Nam Trung Bộ đến ngày 12 tháng 10 mới hết. Theo Tiến sĩ Huy, với kịch bản mưa như vậy thì không biết các địa phương và các cơ quan chức năng có kế hoạch gì để tiếp sức hỗ trợ, thiết lập nơi trú chân tạm thời cho mấy ngàn người di chuyển bằng xe máy về miền Trung trong tổng số 14.000 người di chuyển trong những ngày này. Ông cảnh báo, việc di chuyển dưới trời mưa nặng hạt, gió to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ, xe cộ chở hàng công cành và đặc biệt là có thể có các em bé đi cùng sẽ rất vất vả và nguy hiểm. Theo tiến sĩ Huy, chính phủ nên chỉ đạo các tỉnh thành thiết lập các đường dây nóng hỗ trợ người di tản, thiết lập các trạm trú chân tạm thời là các trường học ven đường quốc lộ, nhà thi đấu thể thao với nước uống và đồ ăn khô để phòng trường hợp người dân phải lưu trú tạm thời qua giai đoạn thời tiết cực đoan rồi đi tiếp. Những người dân miền Trung có ý định về quê mà dự định muốn về bằng xe máy nhưng chưa khởi hành thì nên đợi sau ngày 12 tháng 10 hãy về gắng trụ thêm một tuần nữa. Nhiều người hiện cho rằng sao chính quyền không nhanh chóng hành động, điều tàu hỏa, xe khách để hỗ trợ bà con, vì giai đoạn này miền Trung vào mùa mưa bão, việc để người dân di chuyển bằng xe máy như vậy là rất nguy hiểm. Tài khoản thuần đặng thì chia sẻ, hôm nay Quảng Bình mưa to mà dọc đường quốc lộ rất rất nhiều người chạy xe máy hướng ra Bắc, rất nhiều người dừng xe nghỉ tạm dưới các tán cây mái hiên ven đường thương quá chỉ mong trời ngớt mưa. Cách đây 2 ngày, báo tuổi trẻ đưa tin, cục đường sắt Việt Nam đã có văn bản đề nghị 22 tỉnh thành phố cho ý kiến về kế hoạch khai thác trở lại các đoàn tàu chở khách kể từ ngày 7 tháng 10. Bộ Tư lệnh lực lượng vũ trang ở thành phố Hồ Chí Minh hôm ngày 5 tháng 10 cũng cho biết sẽ phối hợp với các địa phương giúp người dân về quê. Theo truyền thông trong nước, Người dân trước hết cần phải đăng ký với tổ dân phố và chính quyền địa phương nơi họ tạm trú. Khi xác định được số lượng người và những nơi về của những người dân, nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức xét nghiệm, khám sức khỏe cho người dân trước khi đưa họ về quê để bảo đảm an toàn. Thông báo của Bộ Tư lệnh Vũ trang thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được những lời bình luận cho rằng đây là động thái muộn hoặc chậm khi người dân về gần hết rồi. Bên cạnh đó, cũng có một số lời khen rằng đây là hành động tốt, làm ấm lòng dân và cần phải thực hiện nhanh chóng. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin thế giới. Malaysia triệu tập đại sứ Trung Quốc lần thứ hai để phản đối. Kính thưa quý vị, lần thứ hai trong năm, Malaysia đã triệu tập đại sứ Trung Quốc ở nước này để phản đối các hoạt động của Bắc Kinh tại Biển Đông, nơi quốc gia này sở hữu một lượng đáng kể các mỏ dầu và khí đốt. Trong một thông báo đưa ra vào cuối ngày thứ Hai, ngày 4 tháng 10, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại nước này, Âu Dương Ngọc Tịnh, để truyền đạt quan điểm của Malaysia, đồng thời phản đối sự hiện diện và hoạt động của các tàu Trung Quốc, bao gồm một tàu khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia nằm ở ngoài khơi bờ biển Shaba và Sarawak. Thông báo nhấn mạnh, sự hiện diện và hoạt động của các tàu này trái với đạo luật vùng đặc quyền kinh tế năm 1984 của Malaysia cũng như công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS. Malaysia nhất quán quan điểm và các hành động dựa trên luật quốc tế, bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền ở các vùng biển này. Malaysia cũng đã phản đối các hành động xâm phạm trước đây của tàu nước ngoài ở các vùng biển của chúng tôi. Malaysia đã tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông kéo dài 200 hải lý tính từ bờ biển của nước này. Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền đối với 12 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa và đang chiếm giữ năm đảo trong khi Trung Quốc yêu sách tuyên bố chiếm trọn gần như Biển Đông thông qua đường lưỡi bò phi pháp. Đây là lần thứ hai trong năm nay Malaysia đã triệu tập đại sứ Trung Quốc. Hồi tháng 6, chính phủ nước này đã triệu tập đại sứ Âu Dương Ngọc Tịnh sau khi 16 máy bay vận tải của Trung Quốc bay gần không phận quốc gia của nước này mà không thông báo trước. Động thái này đã khiến Kuala Lumpur phải điều các máy bay chiến đấu của mình để ngăn chặn. Giải Nobel vật lý 2021 gọi tên ba nhà khoa học Mỹ, Đức, Ý. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel vật lý 2021 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Nhật, Shukuro Manabe, nhà khoa học người Đức Klaus Hasselmann và nhà khoa học người Ý Giorgio Parisi cho công trình giúp tìm hiểu các hệ thống vật lý phức tạp như tình trạng biến đổi khí hậu của trái đất. Theo đó, một nửa giải thưởng trị giá 1,15 triệu đô la đã được chia cho ông Manabe, 90 tuổi, và ông Hashaman, 89 tuổi, vì đã xác lập mô hình khí hậu trái đất và dự đoán đáng tin cậy về tình trạng nóng lên toàn cầu. Một nửa giải thưởng còn lại được trao cho nhà khoa học Giorgio Parigi vì đã có công phát hiện sự tác động lẫn nhau trong các hệ thống vật chất từ quy mô nguyên tử đến hành tinh. Ông Giorgio Parigi đã phát hiện ra các mô hình ấn tượng các vật liệu phức tạp khám phá của ông là một trong những đóng góp quan trọng nhất cho lý thuyết về các hệ thống vật lý. Trước đó, vào ngày 4 tháng 10, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã công bố giải Nobel y sinh năm 2021 thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ là David Julius và Adam Patapoutian vì những khám phá của họ về các thụ thể đối với nhiệt độ và xúc giác. Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 1944, lễ trao giải Nobel truyền thống ở Stockholm, Thụy Điển không thể diễn ra như đã định do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo thông báo ngày 23 tháng 9 của Quỹ Nobel, những người đoạt giải sẽ được trao các huy chương và bằng khen ngay tại quê nhà của họ. Giải Nobel là một giải thưởng quốc tế được công bố hàng năm kể từ năm 1901 để vinh danh những cá nhân đạt thành tựu trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y sinh, văn học và hòa bình. Riêng giải Nobel Hòa Bình có thể được trao cho cá nhân hay một tổ chức. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý. Liên Hiệp Quốc cho biết Bình Nhưỡng vẫn theo đuổi chạy đua vũ trang. Báo cáo của Tổ chức Liên Hiệp Quốc công bố vào hôm ngày 5 tháng 10 khẳng định trong suốt giai đoạn từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 3 tháng 8 năm 2021, Bắc Triều Tiên vẫn phát triển các chương trình vũ khí cho dù tình hình kinh tế nghiêm trọng do những biện pháp phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19. Cũng theo văn bản này, dù từ năm 2017 đến nay, Bắc Triều Tiên không tiến hành một vụ bắn thử tên lửa đạn đạo hay vụ thử hạt nhân nào, nhưng những cuộc thử nghiệm phối hợp với công nghệ đạn đạo và có hướng dẫn đã được tiến hành và những hoạt động này đã diễn ra tại những địa điểm quan trọng có liên hệ đến chương trình hạt nhân. Gần đây, Bình Nhưỡng cũng đã bắn một loạt tên lửa mới, bao gồm tên lửa siêu thanh, tên lửa phòng không và tên lửa hành trình chiến lược, được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khí đốt bắt đầu được bơm vào đường ống Nord Stream 2. Thưa quý vị, khí đốt đã bắt đầu được bơm vào đường ống Nord Stream 2 hay còn gọi là dòng chảy phương Bắc 2. Theo hãng tin Reuters, việc bơm khí đốt vào đường ống Nord Stream 2 dài 1.230 km dưới biển Baltic đã được bắt đầu từ thứ Hai ngày 4 tháng 10. Dự án gây tranh cãi trị giá 10 tỷ euro đã được hoàn thành vào đầu tháng 9, giúp đưa khí đốt từ Nga sang Đức tránh trung chuyển qua Ukraine. Dòng chảy phương Bắc 2 bị chỉ trích là sẽ làm châu Âu càng thêm lệ thuộc vào Nga, gây thiệt hại cho Ukraine. Dự án này có công suất 55 tỷ mét khối, được hoàn tất vào lúc giá khí đốt ở châu Âu đã tăng đến mức kỷ lục. 9 cầu thủ trong đội bóng chày U23 Cuba trốn ở lại Mexico Thưa quý vị, hãng tin AP cho hay, chính phủ Cuba hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 10 đã xác nhận 9 trong số 24 cầu thủ của đội tuyển quốc gia Cuba tại giải bóng chày U23 thế giới đã đào tàu để ở lại Mexico. Các quan chức Cuba đã gọi hành động của các cầu thủ này là cuộc chạy trốn hèn hạ. Theo thông tin đăng trên cổng thông tin điện tử JIT, cơ quan chính thức của Viện Thể thao Quốc gia của Hòn Đảo. Viện này đã chỉ trích các cầu thủ đào tàu có đạo đức và tư cách yếu kém. Tuy vậy, viện này đã không nêu rõ danh tính của các cầu thủ ở lại Mexico. Việc 9 cầu thủ đào tàu là một trong những tổn thất lớn nhất đối với đội tuyển Cuba. Các cầu thủ bóng chày Cuba thường được các câu lạc bộ nhà nghề Mỹ săn lùng vì tài năng của họ. Các quan chức Cuba cũng đã đổ lỗi cho Mỹ về những hạn chế buộc các cầu thủ Cuba phải đào tẩu để được chơi ở các giải đấu lớn. Thông thường, chỉ những người chơi được coi là trung thành nhất với chính phủ mới được lựa chọn để chơi ở nước ngoài và được chính phủ cho đi ra nước ngoài để ngăn họ đào tẩu. Vào năm 2018, quốc gia Caribe này đã ký một thỏa thuận với Major League Baseball về việc bình thường hóa quan hệ thể thao, nhưng thỏa thuận này đã sớm bị chính quyền Tổng thống Trump hủy bỏ. Cuba đã kết thúc một phần của giải đấu U23 vào thứ bảy để thua Colombia trong trận tranh huy chương đồng. Giải vô địch bóng chày U23 thế giới được tổ chức tại bang Sonora, miền bắc của Mexico. Thưa quý vị, Bản tin tổng hợp sáng ngày 6 tháng 10 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.